Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chính xác 100%, đúng tháng năm âm lịch 2024, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, ơn trên ban phúc, tài lộc ùa về, tay cầm tiền tỷ, giàu hơn chúng số. Kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 tháng năm âm lịch, vượt lên vận hạn, tài lộc như ý, tiền tỷ về tay, giàu hơn chúng số, cuộc sống sang trang, hưởng lợi dài dài đúng trong tháng năm âm lịch này. Và trước hết, xin kính mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Giáp Tý với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Vâng, chính vì thế mà xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Giáp Tý âm lịch, vận trình tháng của người tuổi Giáp Tý có những điểm sáng rất đáng mừng, được các tinh thiên đức che chở. Có thể nói đây là giai đoạn dần đi vào ổn định của con giáp này, mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân, đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Hé lộ bí mật, đúng trong tháng năm âm lịch, tử vi tuổi Giáp Tý 1984 có lộc vào nhà, tay cầm tiền tỷ, chính vì thế mà về đường tài lộc bán hợp giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực, bản mệnh có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bán, kinh doanh hiện tại. Chính vì thế mà quý bản mệnh nên nhớ là trong tháng này không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư, để tránh vận xui ập đến khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn. Và xem về phương diện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại, gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng, nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh án ngữ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, tuổi Giáp Tý cẩn thận trọng kẻo gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Chính vì vậy mà người sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý mang mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người có tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 mệnh kim có tính nhẫn nại và ôn hòa. Thuở nhỏ, những người tuổi Giáp Tý có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều. Vào năm 44 tuổi thì cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian cực kỳ xấu và không được tròn đẹp đó chính là ở tuổi 43. Chính bởi vậy, cần nên dè dặt và cẩn thận hơn. Và mặc dù con đường công danh không sáng tỏ, họ sẽ ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh. Nếu họ sáng suốt và biết nhận định cuộc đời được nhiều mến thương, có số trùng phùng, không đến nỗi phải bận tâm, năng lực hoàn thành sự nghiệp của tuổi Giáp Tý có từ rất sớm, mà tuy nhiên, có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, khó mà bền vững, nhưng ít ra cũng đạt được nhiều kết quả mong muốn,
không lâm vào cảnh nghèo túng như nhiều người khác. Sự nghiệp của họ vững chắc hơn khi bước qua năm 44 tuổi. Tuy nhiên, năm 43 tuổi thì còn phải chịu đựng muôn vàn khó khăn. Sự nghiệp của họ cũng liên quan đến vấn đề tiền tài. Khá nhiều tiền bạc cũng lúc lên lúc xuống, khá thăng trầm. Và tuy nhiên, sự nghiệp lẫn tiền tài họ có được như ngày nay là nhờ vào sự sáng trí của họ mà ra. Mọi vật chất trong vũ trụ đều được quy thành ngũ hành, gồm năm mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy theo ngũ hành thì người sinh năm 1984 mệnh gì? Mệnh của người tuổi Giáp Tý là mệnh kim. Cụ thể ý nghĩa của mệnh kim chỉ mùa thu và sức mạnh tượng trưng cho vật dẫn và kim loại. Tuy nhiên, bên trong họ có cái tôi quá cao, luôn tự tin thái quá vào bản thân, nên thường kém linh động, không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đó cũng chính là những nhược điểm họ khắc phục. Vâng, kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng năm âm lịch cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Hé lộ bí mật đúng trong tháng năm âm lịch, tử vi Giáp Tý 1984 có lộc vào nhà, tay cầm tiền tỷ. Và đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng năm âm lịch, người tuổi Giáp Tý nhờ gặp được cát tinh cao chiếu, nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh, sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và con giáp này cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình. Ngay từ đầu tháng, bản mệnh có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Chính vì thế mà những người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bản mệnh sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Mà tháng này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình thứ tự. Đổi lại, bản mệnh sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt, có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo được tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có, Giáp Tý nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức. Còn đối với những người đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức, vì đây là thời điểm vàng để bản mệnh nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới quý nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình nhé. Nhìn chung, đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bản mệnh đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay là làm tự do, thì con giáp này đều hài lòng với những gì mà mình đạt được. Và tiếp theo là phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Giáp Tý cũng có khá nhiều điểm sáng. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bản mệnh có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công là rất cao. Và đối với những người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức về việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bản mệnh cũng khá là đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến, nhưng đổi lại bản mệnh sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn, có nhiều vấn đề bản mệnh cần đích thân đứng ra xử lý. Mà bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Và tiếp theo là phương diện tình duyên. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Giáp Tý bỏ bê, sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình. Nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống,
Đây là tháng hài lòng với tuổi Giáp Tý, khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bản mệnh cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đây. Nhờ vậy mà vợ chồng đồng lòng, đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người cô đơn lại càng có nhu may mắn, tháng này vận đào hoa khá là vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim, đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Và cuối cùng là phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Giáp Tý trong tháng mới duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần tuổi này ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy, bản mệnh càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Bản mệnh vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bản mệnh sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên tuổi Giáp Tý, tháng 5 âm lịch 2024. Công việc được dự báo là rất hanh thông, thời điểm này rất thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được là khả quan. Tuần này, Giáp Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui. Và ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác, làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh. Bản mệnh nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng giấy tờ, sổ sách thì cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Và xem về vận trình tình cảm tuần này của người tuổi Giáp Tý khá là rực rỡ, đào hoa nở rộ. Tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tử vi tuần của 12 con giáp về tình hình sức khỏe trong tháng 5 âm lịch thì thấy rằng tuổi Giáp Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung là không ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính thì nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Kế tiếp là tử vi tuần thứ 2 tuổi Giáp Tý, tháng 5 âm lịch 2024. Được cả cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bản mệnh, và đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong tuần này là rất lớn. Đường tài lộc của Giáp Tý tuần này khá bình ổn, những thành tựu trong sự nghiệp giúp bản mệnh có thu nhập ổn định. Chính vì vậy mà có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng. Tuần này là lúc mà tuổi Giáp Tý sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân thì cuối cùng cũng không còn cô đơn, bởi đã có người ở bên bầu bạn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì là nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thời tiết nóng bức hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao dịch mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tuần, Giáp Tý nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Xem về tử vi tuần thứ 3 tuổi Giáp Tý, tháng 5 âm lịch 2024. Nguyệt lệnh tuần này rơi vào đất lâm quan, giúp Giáp Tý có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Động lực phát triển của bản mệnh cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bản mệnh nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp bản mệnh bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ, bởi bản mệnh còn có thể tiến bộ hơn nữa. Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn có nguy cơ mất tiền như thường, nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá là suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang cô đơn và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi. Về sức khỏe của tuổi Giáp Tý trong tuần này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt, nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức nhé. Xem tử vi tuần cuối tuổi Giáp Tý, tháng 5 âm lịch 2024. Tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú chuột. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến, nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định, thêm cát tinh nâng đỡ, Giáp Tý thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi, nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ trong tuần này rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng người đúng thời nên tiền tài nảy nở. Về phương diện tình cảm của Giáp Tý tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc, các cặp đôi tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui, gia đạo có hỷ sự. Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Giáp Tý trong tuần này, cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể là do thời gian qua bản mệnh có phần chủ quan và bỏ bê, không chăm sóc cơ thể cẩn thận, đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 tháng 5 âm lịch 2024. Vâng, kính thưa quý cô bác và anh chị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy, người tuổi Giáp Tý nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may, tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Giáp Tý với tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý đại diện cho sự quyền lực và trí tuệ. Những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân. Những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Hai người tuổi Giáp Tý nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành một cặp đôi lý tưởng, tuyệt vời. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày mà không rời. Gia đình của hai chú chuột sẽ ngập tràn tình yêu thương, tiếng cười hạnh phúc. Họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Và thứ hai, tuổi Giáp Tý với tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Giáp Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi chuột thông minh, mưu trí, còn tuổi Sửu có sức khỏe, thể chất. Nếu thành một cặp đôi, họ có thể bù trừ, khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên, đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn. Còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Người tuổi Giáp Tý mải mê làm ăn, nhưng lại rất bừa bộn, không chịu chăm lo dọn dẹp nhà cửa. Tuổi Sửu rất sạch sẽ và cẩn thận, sẽ không chịu được tính cách này của người tuổi Giáp Tý. Chính vì thế mà cả hai tuổi này ai cũng có cái tôi cao, không chịu nhường nhịn, lắng nghe khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trong trạng thái nặng nề, mâu thuẫn. Thứ ba là tuổi Giáp Tý với tuổi Dần. Một lời khuyên chân thành đó là tuổi Dần và tuổi Giáp Tý nên dừng lại ở mức độ bạn bè, không nên phát triển tình cảm đi sâu hơn nữa. Bởi thực tế, tuổi Giáp Tý luôn muốn mình là người đứng đầu, chỉ đạo người khác, trong khi tuổi Dần sẽ không bao giờ chịu cúi mình, nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Hai tuổi này khi kết hôn dễ xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Giáp Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Hổ sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với chuột, nhưng con chuột nhỏ bé, nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Và 4. Tuổi Giáp Tý với tuổi Mão. Nếu như tuổi Giáp Tý và tuổi Mão kết duyên với nhau thì đây sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Tuổi Mão sẽ chấp nhận và bù đắp những thiếu sót của người tuổi Giáp Tý, khiến cho họ càng ngày càng cải thiện bản thân mình. Họ sẵn sàng lắng nghe và tha thứ cho nhau. Điều đó giúp cuộc sống hôn nhân của họ rất hòa thuận, hạnh phúc. Họ cũng có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng, tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn, bù lại tuổi Giáp Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Và thứ năm là tuổi Giáp Tý với tuổi Thìn. Tuổi Giáp Tý và tuổi Thìn nếu trở thành một đôi uyên ương sẽ khá lý tưởng. Họ thấu hiểu suy nghĩ của nhau và luôn tìm cách hỗ trợ nhau trong những tình huống khó khăn. Cặp đôi trời sinh này sẽ đem lại cho gia đình một bầu không khí vui vẻ, hòa hợp và hạnh phúc. Dù có những mâu thuẫn nhỏ xảy ra, nhưng hai tuổi này sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người, cùng nhau kể những câu chuyện thú vị, mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn,
người tuổi Giáp Tý luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Giáp Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn, nếu kết hợp trong làm ăn, sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Và 6. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tỵ. Chuột khá thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Ngược lại, rắn lại tỏ ra lề mề, chậm chạp. Điều đó khiến cho chuột cảm thấy bức xúc, khó chịu. Bên cạnh đó, sự thúc giục của chuột cũng khiến rắn rối loạn. Hai tuổi này nếu như kết hợp thành một đôi uyên ương sẽ khó tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chung sống được với nhau, bởi thực tế chuột và rắn luôn cảm thấy có sức hút với nhau. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Và 7. Là tuổi Giáp Tý với tuổi Ngọ. Chuột và ngựa luôn muốn xây dựng một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương, quan tâm lẫn nhau, mà rõ ràng hai tuổi này đã có sự bất đồng trong những quan điểm về hôn nhân và cuộc sống gia đình, họ khó có thể chung sống với nhau lâu dài. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Giáp Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Giáp Tý có con mắt nhìn xa, trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề, còn tuổi Ngựa sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Giáp Tý, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững. 8. Tuổi Giáp Tý với tuổi Mùi. Những người tuổi Giáp Tý và tuổi Mùi không có sự tương đồng với nhau trong sở thích, tính cách, nhưng nếu cố gắng có thể họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Tuổi Giáp Tý luôn bận rộn với công việc, thì tuổi Mùi sẽ là những người nội trợ, chăm sóc gia đình một cách chu đáo nhất. Tuổi Mùi sẽ là một nền tảng vững vàng để tuổi Giáp Tý phát triển công việc của bản thân. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói chung, nhưng lại bổ trợ giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Giáp Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Giáp Tý. Kế tiếp là 9. Tuổi Giáp Tý với tuổi Thân. Tuổi Giáp Tý và tuổi Thân sinh ra đã trở thành một cặp, trời xe duyên họ hợp nhau từ tính cách cho tới sở thích, mọi suy nghĩ và hành động dường như đều ăn khớp với nhau. Cuộc sống hôn nhân của hai tuổi này khá hòa hợp và vui vẻ, họ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười. Nếu tuổi Giáp Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động, mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó, thì tuổi Tý và Thân luôn biết cách hòa giải, nhường nhịn lẫn nhau. Và 10. Tuổi Giáp Tý với tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Giáp Tý có những nét tính cách khác biệt nhau, song nếu kết duyên với nhau, họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Người tuổi Giáp Tý và tuổi Dậu có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau trong hôn nhân, gia đình, họ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được bên cạnh nhau mỗi ngày. Người tuổi Dậu sẽ thông cảm và luôn tìm cách giúp đỡ người tuổi Giáp Tý trong những lúc khó khăn. Họ đều có xu hướng xây dựng một tình yêu bền vững dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. 11. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, tuổi Giáp Tý và tuổi Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tuổi Giáp Tý tìm được ở tuổi Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tình bạn khác giới giữa tuổi Giáp Tý và tuổi Tuất rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực. Họ thấu hiểu nhau và cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Người tuổi Tuất sẽ luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của tuổi Giáp Tý. Khi kết hôn, đôi lúc cuộc sống hôn nhân của họ gặp mâu thuẫn, nhưng tất cả sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng bởi tình yêu sâu sắc họ dành cho nhau, quan trọng hơn là những cái tôi cá nhân. Và cuối cùng là 12. Tuổi Giáp Tý với tuổi Hợi. Nếu như chuột là con vật giành được vị trí đầu tiên trong 12 con giáp, thì lợn lại là con vật về đích cuối cùng. Người tuổi Giáp Tý nhanh nhẹn, tháo vát bấy nhiêu, thì tuổi Hợi lại chậm chạp, lề mề bấy nhiêu. Có thể nói rằng, đây là hai con giáp đối ngược nhau nhất. Họ không có điểm chung trong sở thích, tính cách và quan điểm sống. Nếu xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình, thì họ sẽ rất khó có thể tìm được tiếng nói chung. Và mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài.
tuổi Giáp Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Giáp Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, con người thật kỳ lạ, thấy ai thông minh, giỏi giang và thành đạt thì tỏ ra vô cùng tức tối và ghen ghét, dù những gì họ đạt được không ảnh hưởng gì đến mình. Có người giữ niềm tin rằng ai giàu có là vì làm ăn bất chính, bên cạnh đó lại có người vì thấy người ta xinh đẹp, nhiều tiền thì khẳng định họ làm nghề không đứng đắn. Thế nhưng suy nghĩ trong lòng thôi chưa đủ, họ sẽ thực hiện những hành vi cũng chỉ để thỏa mãn lòng ghen tức của mình đứng trước tài năng hay những thành tựu của người khác. Thay vì ngưỡng mộ hay công nhận thì họ lại tỏ ra khó chịu, phủ nhận những thành tựu, tài năng ấy bằng những lời nói, suy nghĩ hay những hành động tiêu cực, biểu hiện của lòng ghen tị, thấp nhất là khẩu nghiệp, lập tức đặt điều về người khác, nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại hoặc hãm hại tới họ. Thậm chí có kẻ cướp chồng của bản mệnh chỉ vì ghen với hạnh phúc mà bản mệnh mình đang có. Những kẻ mang trong lòng mình sự đố kỵ khiến tâm trí bị mê mờ. Dường như những người này thấy người khác có được gì lại cho rằng mình bị mất. Nhưng mà họ đâu biết rằng tài nguyên của thế giới này là vô tận. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng đôi khi việc trở nên tử tế có thể tốt hơn là chỉ đơn thuần làm đúng. Chính vì thế mà chúng ta không cần phải có một trí tuệ sắc bén để nói, mà cần phải có một trái tim kiên nhẫn biết lắng nghe. Và chính nhờ vào những yếu tố quan trọng đó mà quý bản mệnh sẽ gặt hái được thành công, viên mãn trong cuộc sống của mình. Vì thế mà quý cô bác và anh chị, chúng ta phải học hỏi nhiều về Phật Pháp. Và tuy nhiên, theo lời dạy của Phật về việc lắng nghe không chỉ đơn giản là những âm thanh quen thuộc, mà còn là sự nhạy cảm và thấu hiểu. Chính vì thế mà điều quan trọng nhất không chỉ là có lòng thông cảm hoặc thương xót với người khác, mà là hiểu được họ đang trải qua những điều gì, và quan trọng là thấu hiểu. Chính những điều đó sẽ đóng vai trò quan trọng. Và có đôi khi, chỉ vài lời động viên đúng lúc có thể mang lại sức mạnh cho quý cô bác và anh chị để tiếp tục tiến lên trong cuộc sống mai này, mà có như vậy là chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều phước lành cho chính quý cô bác và anh chị. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Và Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn, hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác và anh chị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác và anh chị trong những video tiếp theo.